Xin kính chào quý vị, đây là thời gian dành cho chương trình Cùng Toàn Dân Phòng Cháy Nổ trên kênh VTC14 ngày 3 tháng 8. Trong tiểu mục Khu Dân Cư An Toàn là ghi nhận của phóng viên VTC14 về công tác đẩy mạnh tự động hóa trong phòng cháy chữa cháy nhằm đảm bảo phòng cháy nổ trong nhà máy nhiệt điện tại Hà Tĩnh. Ngay sau đó thì trong tiểu mục Điều Cần Biết, các kỹ sư phòng cháy chữa cháy của chương trình sẽ giới thiệu đến quý vị những thiết bị chữa cháy phổ biến mà các công ty, văn phòng có thể tự trang bị để xử lý ngay từ khi sự cố cháy nổ phát sinh. Trước khi đến với hai tiểu mục này sẽ là tiểu mục Cháy nổ 24 giờ. Liên quan đến vụ cháy quán karaoke ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy khiến cho 3 chiến sĩ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và tổ chức kiểm điểm. Theo văn bản này, ngày 1 tháng 8 xảy ra vụ cháy tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 3 cán bộ chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ. Thành ủy Hà Nội giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo, Ủy ban Nhân dân thành phố các cơ quan, đơn vị phối hợp với Công an thành phố, quận Cầu Giấy khẩn trương tiến hành các công việc để khắc phục hậu quả vụ cháy. Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội được giao chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm sai phạm theo quy định của pháp luật. Quận ủy Cầu Giấy chỉ đạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan sớm khắc phục hậu quả, đặc biệt phải tổ chức kiểm điểm và có biện pháp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Thưa quý vị, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, thiêu rụi và làm hư hỏng 15 căn nhà vào sáng nay 3 tháng 8. Theo đó, khoảng 1 giờ, người dân xóm Cồn nằm gần cửa sông phát hiện ngọn lửa bùng phát, liền chi hô tháo chạy khỏi nhà, dùng các dụng cụ chữa cháy nhưng do dãy nhà làm bằng gỗ, một mặt giáp sông nên việc dập lửa bất thành. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Phú Quốc điều nhiều xe cứu hỏa đến ứng cứu, dập tắt đám cháy sau gần 1 giờ. Hỏa hoạn không gây thương vong, song thiêu rụi dãy nhà gần sông, tài sản ước tính thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Qua nhiều vụ cháy trong thời gian gần đây, Công an Hà Nội khuyến cáo các cơ sở kinh doanh, hàng quán, các hộ gia đình cần nâng cao ý thức tự giác, chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra hỏa hoạn. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, số liệu thống kê trong nhiều vụ hỏa hoạn nghiêm trọng gây thương vong về người và thiệt hại tài sản đã xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội chỉ ra rằng nguyên nhân cháy nổ do điện chiếm đa số, chiếm khoảng 64,27%. Để đảm bảo hiệu quả phòng chống cháy nổ, người dân không nên lắp lồng sắt, lưới sắt ở lan can nhà cao tầng. Trường hợp đã lắp thì phải có chốt trong, không được khóa và chuẩn bị sẵn thang, thang dây để thoát nạn khi có cháy xảy ra. Nên dự kiến các tình huống thoát nạn khi có cháy xảy ra, trang bị dụng cụ trữ nước, xô, thùng để vừa phục vụ sinh hoạt, vừa phục vụ chữa cháy. Hướng dẫn mọi người trong gia đình cách sử dụng thành thạo các dụng cụ chữa cháy đã được trang bị như bình cứu hỏa, mặt nạ phòng độc. Thưa quý vị, do đặc thù điều kiện sản xuất tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, nên để đảm bảo an toàn sản xuất, đặc biệt là trong thời điểm nắng nóng vào mùa hè, các nhà máy nhiệt điện tại Hà Tĩnh đã từng bước đầu tư hiện đại hóa các trang thiết bị tự động đáp ứng nhu cầu phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, ghi nhận của phóng viên VTC14 tại Hà Tĩnh. Với phương châm an toàn để sản xuất, nhà máy nhiệt điện Vũng Áng đã lựa chọn các trang thiết bị, máy móc cũng như là công nghệ hiện đại trong công tác phòng cháy chữa cháy nhằm đảm bảo an toàn thiết bị cũng như là hạn chế tối đa các sự cố cháy nổ. Tự động hóa trong công tác phòng cháy chữa cháy đã từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở hiện nay. Trong khu vực nhà máy này, các hệ thống báo cháy tự động riêng lẻ được kết nối lại với nhau qua hệ thống máy tính quản lý chung được đặt tại phòng điều khiển trung tâm. Từ hệ thống máy tính, trưởng ca nhà máy có thể giám sát chặt chẽ quá trình làm việc của hệ thống phòng cháy chữa cháy trong nhà máy. Với hệ thống mang tính tự động hóa cao như vậy, việc kiểm soát an toàn phòng cháy chữa cháy của nhà máy cơ bản phát huy hiệu quả. Khi có cái sự cố về cháy xảy ra thì công ty huy động sẽ huy động toàn thể cán bộ công nhân viên tham gia chữa cháy cũng như là với lòng cốt là lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên ngành của công ty và được sự dưới sự chỉ huy của ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy của công ty. Đây là hệ thống chữa cháy tự động bằng nước gồm một bồn nước chữa cháy dung tích mỗi bồn 3.500 m³. Ngoài ra khi cần thiết thì hệ thống có thể lấy nước từ 4 bồn nước dịch vụ dung tích mỗi bồn 3.000 m³.
lưu lượng nước chữa cháy thiết kế là 440 mét khối trên giờ và nguồn nước chữa cháy yêu cầu phải đủ cho vận hành hệ thống ở công suất cần thiết trong 3 giờ. Sau khi xảy ra cháy trong vòng 24 giờ, phải cấp lại đủ lượng nước dự trữ cho chữa cháy theo yêu cầu. Ngoài ra, hệ thống chữa cháy bằng nước được trang bị một bơm chữa cháy chạy bằng động cơ điện AC, một bơm hoạt động bằng động cơ diesel dành cho trường hợp mất điện toàn nhà máy. Hệ thống chữa cháy tự động nhà máy được trang bị cũng rất hiện đại và bao gồm các cái đầu tự động phun nước để chữa cháy và có một hệ thống bơm nước tự động luôn duy trì cái áp suất của cái nguồn nước để đảm bảo chữa cháy liên tục. Khi mà xảy ra sự cháy thì các vị trí này sẽ tự động phun nước để chữa cháy. Thì cái hệ thống để duy trì cái áp suất tự động thì nhà máy có cái hệ thống bơm nước mà hoàn toàn tự động để giữ áp suất. Thì cái hệ thống này có thể hoạt động được trong mọi điều kiện, kể cả là khi mà nhà máy bị mất điện hoàn toàn hoặc là có sự cố về điện. Thường xuyên phối hợp với chủ cơ sở hướng dẫn khắc phục các cái thiếu sót tồn tại về phòng cháy cháy, quan tâm trong công tác là huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ, phối hợp tổ chức diễn tập thực tập các cái tình huống cháy nổ cũng như là cứu nạn cứu hộ tại các cái cơ sở này. Đồng thời là thường xuyên kiểm tra công tác thường trực đột xuất của lực lượng phòng cháy chuyên ngành cũng như là lực lượng phòng cháy cơ sở để xem là quá trình thường trực nếu là có cái sự cố thật xảy ra thì cái lực lượng này có đáp ứng được cái yêu cầu là triển khai nhanh, hiệu quả và chữa cháy kịp thời, ngăn chặn các cái sự cố cháy nổ lớn xảy ra. Với mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, các nhà máy nhiệt điện tại Hà Tĩnh đang nỗ lực làm tốt công tác vận hành gắn với nhiệm vụ phòng chống cháy nổ bằng việc nâng cấp hệ thống máy móc dây chuyền tự động hóa trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thưa quý vị, các công ty, khu vực văn phòng hiện nay thường trang bị nhiều máy móc thiết bị điện tử như là máy tính, máy in, đồ điện. Cùng với đó là nhiều vật liệu dễ cháy như là bàn ghế, tủ đồ, kho chứa hàng. Chỉ cần một chút lơ là bất cẩn, nguy cơ cháy nổ hoàn toàn có thể xảy ra và gây ra nhiều thiệt hại lớn về người và tài sản. Trong tiểu mục Điều Cần Biết ngày hôm nay, các kỹ sư phòng cháy chữa cháy của chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những thiết bị chữa cháy phổ biến mà các công ty, văn phòng có thể tự trang bị để xử lý ngay từ khi sự cố phát sinh xảy ra. Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin phép được giới thiệu với các bạn về một số vật dụng thiết bị phòng cháy cháy thường được trang bị sử dụng cho các khu vực văn phòng và công ty. Thì trên tay tôi đây đang là hai loại bình chữa cháy, bao gồm là bình chữa cháy bột ABC và bình chữa cháy khí CO2. Hai loại bình chữa cháy này thì được sử dụng rất là phổ biến trong trường hợp mà đám cháy mới phát sinh có thể kiểm soát được, thì chúng ta sẽ sử dụng bình chữa cháy này để dập tắt đám cháy ngay từ lúc đầu. Tuy nhiên, trong trường hợp mà đám cháy vượt ngoài tầm kiểm soát hoặc là với những đám cháy lớn thì chúng ta có thể nghiên cứu sử dụng đến các giải pháp thoát nạn. Giả sử như là bên tay trái tôi đây đang là mặt nạ phòng độc để sử dụng cho việc thoát nạn, hỗ trợ chúng ta không bị ngạt khói trong quá trình thoát nạn. Với đèn exit và đèn chiếu sáng sự cố thì hai đèn này sẽ có tác dụng rất là tốt trong quá trình chúng ta thoát nạn. Đèn này sẽ có tác dụng là chỉ dẫn hướng thoát nạn, đưa chúng ta đến khu vực an toàn, rời ra khỏi vùng xảy ra sự cố. Thì ngoài những vật dụng tôi vừa giới thiệu trên đây thì còn có một số vật dụng khác có thể hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình thoát nạn. Giả sử như là chúng ta có thể sử dụng đến các loại búa, các loại kìm để phá cửa, các loại chăn dập lửa, các loại quần áo bảo hộ có thể hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình ngăn ngọn lửa tấn công trong quá trình thoát nạn. Đối với nhà cao tầng thì chúng ta có thể quan tâm đến vật dụng thiết bị khác như là thang dây thoát hiểm. Vừa rồi là những giới thiệu chia sẻ của tôi về hệ thống phòng cháy cháy có thể trang bị cho các công ty. Thì rất mong là với những chia sẻ này, các công ty có thể nghiên cứu để có thể trang bị những hệ thống phòng cháy cháy phù hợp với quy mô hoạt động sản xuất của công ty mình. Xin chân thành cảm ơn. Đến đây chương trình Cùng Toàn Dân Phòng Cháy Nổ ngày 3 tháng 8 xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào 21 giờ ngày mai trên kênh VTC14.